Giá heo hơi ba miền hôm nay ngày 17 tháng 6 tăng rải rác 1.000 đồng 1 kg. Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc tăng 1.000 đồng 1 kg, Bắc Giang 61.000, Yên Bái 60.000, Lào Cai 60.000, Hưng Yên 62.000, Nam Định 59.000, Thái Nguyên 62.000, Phú Thọ 62.000, Thái Bình 63.000, Hà Nam 59.000, Vĩnh Phúc 62.000, Hà Nội 61.000. Ninh Bình 59.000, Tuyên Quang 61.000, giá heo hơi hôm nay tại miền Trung, Tây Nguyên tăng nhẹ, Thanh Hóa 60.000, Nghệ An 61.000, Hà Tĩnh 57.000, Quảng Bình 58.000, Quảng Trị 59.000, Thừa Thiên Huế 57.000, Quảng Nam 57.000, Quảng Ngãi 57.000, Bình Định 59.000, Khánh Hòa 57.000, Lâm Đồng 60.000, Đắk Lắk 58.000, Ninh Thuận 58.000, Bình Thuận 59.000, giá heo hơi tại miền Nam không ghi nhận biến động mới, Bình Phước 59.000, Đồng Nai 60.000, Thành phố Hồ Chí Minh 60.000, Bình Dương 60.000, Tây Ninh 60.000, Vũng Tàu 60.000, Long An 60.000, Đồng Tháp 58.000, An Giang 59.000, Vĩnh Long 57.000, Cần Thơ 59.000, Kiên Giang 59.000, Hậu Giang 59.000, Cà Mau 59.000, Tiền Giang 58.000, Bạc Liêu 58.000, Trà Vinh 58.000. Bến Tre 59.000, Sóc Trăng 58.000. Giá lúa gạo hôm nay ngày 17 tháng 6 tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long duy trì ổn định so với hôm qua. Cụ thể, tại kho An Giang, giá lúa OM18 được thương lái thu mua với giá 6.800 đồng 1 kg, lúa OM5451 giá 6.300, 6.500 kg. Giá lúa IR50.404 trong khoảng 6.200-6.400 đồng 1 kg. Lúa nàng hoa chính được thương lái thu mua với giá trong khoảng 6.600-6.800 đồng 1 kg. Giá lúa đài thơm 8 trong khoảng 6.800-7.000 đồng 1 kg. Giá lúa nhật trong khoảng 7.800-8.000 đồng 1 kg. Lúa nàng nhen, khô, có giá là 13.000 đồng 1 kg, Nếp An Giang tươi có giá 6.200 đồng 1 kg với mặt hàng nếp khô. Nếp An Giang khô có giá trong khoảng 7.200-7.600 đồng 1 kg. Nếp Long An khô có giá trong khoảng 7.900-8.100 đồng 1 kg với mặt hàng gạo. Giá gạo nguyên liệu duy trì ổn định, trong khi gạo thành phẩm điều chỉnh tăng. Theo đó, giá gạo nguyên liệu dao động quanh mốc 9.700-9.770 đồng 1 kg gạo thành phẩm ở mức 11.000, 11.100 đồng 1 kg, tăng 50 đồng 1 kg. Với mặt hàng phụ phẩm, giá tấm, cám khô không có biến động. Theo đó, giá tấm duy trì ổn định ở mức 9.400, 9.500 đồng 1 kg, cám khô 7.400, 7.700 đồng 1 kg tại chợ lẻ, giá gạo duy trì ổn định. Gạo thường còn 11.500, 12.500 đồng 1 kg, gạo thơm Jasmine 15.000 16.000 đồng 1 kg, gạo sóc thường 15.000 đồng 1 kg, nếp ruột 16.000, 18.000 đồng 1 kg, gạo trắng thông dụng 14.500 đồng 1 kg, nàng hoa 18.500 đồng 1 kg, sóc thái 18.000 đồng 1 kg, gạo thơm Đài Loan 20.000 đồng 1 kg, gạo nhật 22.000 đồng 1 kg, cám 7.600, 8.000 đồng 1 kg, gạo thơm thái hạt dài duy trì 18.000. 19.000 đồng 1 kg và hương lại 19.000 đồng 1 kg.